báo cáo phát biểu của Sở Kế hoạch Môi trường Liên Hiệp Quốc và Ủy ban châu Âu đều nói là muốn giảm mạnh sự ảnh hưởng của môi trường, cách duy nhất chính là thay đổi một cách mạnh mẽ về việc ăn uống của toàn thế giới, từ bỏ tất cả những thực phẩm mang tính động vật. Nếu không dừng lại hoặc hạn chế việc ăn thịt thì cả trái đất sẽ bị hủy diệt. Việc này có liên quan đến sự tồn vong của tất cả mọi người. Đây không còn là sự lựa chọn của riêng một cá nhân nào nữa. Cách nói này thật khiến người nghe khiếp sợ. Điều này có phải là nói quá sự thật không? Kính mong là Pháp Sư Từ Bi khai thị cho chúng con. Cách nói này tôi cảm thấy là đang nói về tình hình của xã hội hiện nay. Xác thực là như vậy. Nói về phương diện ăn uống khiến tôi nhớ đến thời thơ ấu của chúng tôi. Vào thời kỳ kháng chiến, những loại thức ăn đơn giản tốt cho sức khỏe so với thức ăn hiện nay làm cho chúng tôi cảm thấy nhớ vô cùng. Thức ăn bây giờ thật sự khiến cho chúng ta thấp thỏm lo âu từng ngày vì nó không bình thường. Vấn đề bất bình thường của con người cũng từ đó mà sanh ra. Cuộc sống bình thường, sinh hoạt ăn uống bình thường, đó là khỏe mạnh nhất. Người Trung Quốc thời xưa rất xem trọng việc này. Trong tả truyện có câu: nhân khí thường tắc yêu hưng, nghĩa là khi chúng ta đi ngược lại với cái bình thường thì yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện ngay. Yêu ma quỷ quái làm loạn xã hội, nhiễu loạn tinh thần, mang đến tai nạn cho chúng ta. Cho nên ngày nay những người này phát hiện ra, tôi cho là đây là một tin tốt lành.